Hi và xin chào tất cả mọi người đến với kênh YouTube của mình. Rất là vui gặp mọi người trong clip lần này. Khởi đầu trận đấu ở round 2.5 thì mình đang có một đất và hai thần rừng mọi người nha. Mình đang chơi ở đó chính là đại tiệc Bengu ha. Ở game này thì vẫn chưa có ý định gì nhiều. Nhưng mà tự nhiên bây giờ là mình lại chợt nhớ ra một cái ý tưởng, đó chính là mình sẽ nuôi cây le với ô đất này mọi người ạ. Đó, mình sẽ nuôi cây le với ô đất nha. Hy vọng đây sẽ là một ý tưởng tuyệt vời ha. Kiểu là nuôi cây le với đất thì với ô đất ấy, mình để vô thì sẽ giúp cho con cây le nó sẽ có tăng được mũi máu, được máu mỗi round mọi người ạ. Tám bảy máu này, 1 2 3 4 cốc mo rồi, một cái bf, một cái gì khổng lồ đi ha. Mình đang lựa chọn cái loại công nghệ là chính là nhà máy tái chế mọi người ơi, thì chắc hẳn anh em cũng đã biết được rồi, combo loại công nghệ nhà máy tái chế nhá, nhà máy tái chế mà lại còn đi với kiểu là map đăng ký báu vật nha. Nó sẽ là một combo thực sự hoàn hảo để chơi luôn á. Nhà máy tái chế và đăng ký báu vật. Bởi vì với nhà máy tái chế là mình khi mình bán cái trang bị ra hoặc bán một cái gì đó thì nó sẽ tách ra mọi người ơi. Nó sẽ tách ra nha. Và cái điều tách ra đó ấy, nó sẽ phù hợp đến cái việc là chính là mình chơi một cái hệ gì đó như kiểu sử gia này, hay là thần rừng này, gọi là những cái hệ mà là có loại ấn lắp từ sành vàng được ấy, là hợp lý nhất. Nếu anh em chưa từng trải qua điều đó thì hãy cùng theo dõi mình đi. Mình sẽ dắt anh em tới cái câu chuyện về nhà máy tái chế. Nhà máy tái chế này là một lõi ấy, mình cực kỳ thích ở cái mùa Hearthsteel luôn. Anh biết rồi, mùa Hearthsteel. Mùa Hearthsteel ấy mà chỉ cần có được kiểu làm một cái loại công nghệ nhà máy tái chế thôi là cơ hội lên mùa Hearthsteel cực cao. Hầu như là trận đấu nào mà mình làm content về Hearthsteel ấy mà có nhà máy tái chế nha, thì trận đấu đó mình đều trọn vẹn hết, đều có thể gọi là nổ hũ một cách gọi là vãi đạn luôn. Chuẩn bị loại công nghệ ra 3.2 rồi, để xem sẽ là gì. Hy vọng nó sẽ có một cái ấn gì đó nhá. Mình đã có một cái sảnh vàng rồi, nhưng mà vẫn chưa có giáp lưới để lắp ấn sử ra. Tôi tuyển nhân sự đi mọi người ơi. Thần tài never die và yêu em không bao giờ sai à. Cái này đất được 890 máu thôi à. Hơi ít nhở. Mà đất đen nhân lại không có được cái giáp lưới để mình lắp ấn sử ra ấy mọi người.
Thực tế cái lõi công nghệ nhà máy tái chế này ấy, mọi người, nó có một cái đặc điểm mà thực tế thằng này chắc anh em biết thôi. Nếu mà về đến cuối game nha anh em mà xử lý thì cũng sẽ hơi mệt đó. Hai đất thì mình sẽ có gì? 600 la chắn và 60 máu này. Còn Surima là tướng mạnh nhất sẽ thăng hoa được 25% máu và 40% tốc độ đánh mọi người nha. Còn nếu mà ở mốc 2 của Surima thì nó sẽ là tương đương với 3 tướng. Nhưng mà game này mình chỉ cần một cái level 4 sao thôi là đủ rồi. Nên mình sẽ chỉ cần như vậy thôi nha. Với tuyển nhân sự nữa thì chỉ cần level 9 là mình có thể kích hoạt 10 sử gia rồi. Nên là mình mới lựa chọn tuyển nhân sự. Và với combo trận đấu này thì cũng có thể xuất hiện ra được cái kiểu là combo khởi đầu lõi vàng tiếp theo là kim cương, thì nó sẽ khả năng rất cao sẽ ra xoay bài nha. Thường thường mình chơi cái bản đồ này thì nó hay ra cho mình đó chính là sẻng vàng và... sảnh vàng và đây rồi. Hay là cho mình sảnh vàng và kiểu liên quan tới á. Sách chọn ấn nó đủ on lắm mà game này nó lại ra kiểu này ý chứ. Thường thường nó hay ra kiểu combo như vậy lắm. Bực nhờ, Ron chẳng ra cái gì cả thế này. Đây rồi, có giáp lưới là yên tâm rồi. Đúc cho quà Ani cầm tạm cái áo trong lửa nha. Bởi vì mình có cái 500 hoàng kim kết hợp với kiểu là nhà máy tái chế mà, nên có thể thoải mái lựa chọn những cái trang bị mà cũng không cần phải suy nghĩ gì cả. Vì xíu nữa mình có thể rút đồ ra và có thể bích lại á. Zolo Killer này, ông này đang 75 máu. Round này mình hy vọng là mình sẽ thua nha. Bởi vì mình sẽ kiếm được sảnh vàng á. Thua và kiếm được sảnh vàng mọi người nha. Nhưng mà khéo thắng mất rồi đấy. Thua đi. Thua đi nào, đúng rồi, thua đẹp là tốt. Bởi vì ông này 75 máu, mình còn thắng ông này ấy, là ông này sẽ dưới top mình. Và như vậy thì nó sẽ không nhặt được sảnh vàng mọi người ạ. Mình đã có một cái sảnh vàng ở round đi chợ lúc nãy rồi. Bây giờ chỉ cần một sảnh vàng ở round này thôi. Là chỉ cần một ấn sử gia cuối cùng nữa là tuyệt vời. Đăng ký báu vật mà. Với cái bản đồ này nó hay ra cho mình được liên quan tới combo Suma. Đăng ký báu vật không có được. À có Galio mọi người ơi, lên 7 sử gia thôi. Galio kìa. À, Galio của em ơi, anh đến với em đây. Rồi. Cây le nuôi với đất thì một round được cộng 60 máu à. Được cộng tiếp 25% mà tối đa nữa nhờ. Thế thì nếu mà mình mà lên được thêm kiểu là full tướng sử gia 3 sao nữa thì khủng khiếp lắm. Nhưng mà để lên full sử gia 3 sao thì cũng không được, bởi vì mình cũng cần phải up cấp nữa. Chứ cứ dừng ở level đó để Ron để kiếm Garen 3, Riven 3, CV 3 thì chả mấy mà mình bị cút thôi. Đất luôn đi. Rồi, ok, nguyên hàng đất này. Sau khi nguyên hàng đất này rồi thì mình sẽ 5 sử gia, 6 sử gia. Thần tài à? Thần tài đang mấy số? Thần tài cũng đang có lợi thế tốt phết từ thần tài kìa. Thần tài. Thần tài đến, thần tài đến. Chúng ta đến muôn nhà. Thần tài đến. Nhấp nhấp hồi lại bay luôn cái á. Mà nhân bản màu cam vào thì chắc chỉ có khóc luôn á. Mấy số đây, còn 2 số nữa nổ hũ à. 9 à, 15 à. Thua được không vậy? Rồi ok, hết thua rồi. Ông này đang có một ấn thần tài luôn. Ngon thế. Thế này mà ở round 4.2, 4.1 mà đưa ra một cái sách chọn ấn thần tài thì ông này bú luôn đấy mọi người ạ. Và với cả mình cũng không kỳ vọng vào cái hũ thần tài mọi người, mình cho vô chỉ đơn giản là để nó kích hệ thôi. Chứ mình cũng không thể nào nuôi thần tài được. Bao nhiêu số nó nổ đây? 4 trận nữa nổ à? 4 trận nữa nổ thì phải 2 trận thua, 1 trận thắng nữa thì mới có thể nổ cái hũ từ 30 đến 40 số được. Hoặc có thể là nổ hũ xịn luôn. 76. Game này lúc đầu mình tính chơi kiểu là cây le 4 sao ấy, kết hợp với con ếch 4 sao cơ. Nhưng mà ai ngờ không được mọi người ạ. Nên mình phải chuyển sang chế độ chơi kiểu là cây le nuôi với đất đi, cho nó lạng một chút đúng không. Bởi vì thực tế content đến cuối mùa rồi thì cũng chẳng còn gì để làm nữa. Tất cả những ý tưởng mà thú vị hay độc đáo thì mình làm hết rồi. Vậy nên là giờ thì cái nào chế được mà cảm thấy thú vị thì mình úp thôi.
chế được cái nào thì chế đó mọi người ơi. Ông này cũng đang có một ấn sử gia này hoặc là hộp đồ Banara từ nhá. Thường combo này nó rất là dễ ra được kiểu là ác quỷ cái này ngon này. Combo này rất dễ ra cho mình được kiểu liên quan tới xoay bài tự động đó mọi người. Khởi đầu lõi kim cương, tiếp theo lõi vàng, đấy là xoay bài lắm mà. Mình lại ron cũng không là từ 4 vàng nhiều này, 5 số, ok. Có ác quỷ cũng ngon. Thực tế cái ý tưởng về ác quỷ mình cũng đã nghĩ đến trong đầu rồi đó. Trong đầu mình đã nghĩ đến chơi ác quỷ rồi. Kiểu là cây le, đội hình 10 sử gia với kiểu là hạ ác quỷ á, nó sẽ cũng rất là mạnh. Vàng. Ít ra từ 4 vàng thực sự đấy, bây giờ mà ra xoay bài thì cũng khó để có thể xoay được. CV 3 đồ này. Mình nghĩ là ra 4.1 này dễ ra một cho mình một sách chọn ấn lắm mọi người ạ. Lách sách chọn ấn là một trường hợp dễ xảy ra nhất lắm nha. Hoặc có thể là sảnh vàng nữa, nhưng mà sau game này Kitana đai máu này, găng này, đai na này. Sách chọn ấn đấy. Ấn thần tài luôn. Đâu rồi, thằng đại ca đâu rồi? Đại ca này cũng ấn sử gia luôn à? What the fuck rồi, ok mọi người ơi. Thần tài đến luôn rồi. Chính xác là một pha thần tài đến rồi nha. Bởi vì mọi người thấy không, đã có xuất hiện một ông 7 thần tài xung game rồi. Mình phải ron để kiếm từ 4 vàng ra xoay bài này. Mình cũng đã lên được mốc đó chính là 7 thần tài rồi. À ý là sorry, ý là sử gia rồi mọi người ơi. 7 sử gia nhưng mà bây giờ này, sử gia nhiều phết đây. Ba sử gia, 7 thần tài. Ơ, ông Khan này hai ấn thần tài rồi mà. Hay một ấn vậy? À, thế ông này lấy được. À, ấn xong đấu à, mình tưởng lên 7 thần tài. Đấy, xoay bài mọi người này. Tiếc quá, mình nghĩ xoay bài trong đầu rồi mà. Ron không ra được tướng đấy chứ. Ron ra được tướng là ok rồi mà không ra được thôi mọi người ơi. Rồi đó mọi người ạ, giờ bây giờ mình chỉ cần thiếu một ấn nữa thôi. Một ấn sử gia lên được 10 sử gia này. Một pha xoay bài tự động. Mọi thấy không? Nên mình chia sẻ mọi người rằng là cái combo này combo mình rất hay gặp. Đa phần là như vậy luôn. Cứ khởi đầu bằng lõi vàng, tiếp theo kim cương thì lõi quấy nó sẽ lên vấn tầm 90% ra lõi bạc. Nhưng mà game này mình hơi đen một cái là mình ron không ra được nhiều tướng 4 vàng. Chứ ron ra nhiều từ 4 vàng thì lại câu chuyện khác rồi. Đợi ca set ra can say ya. Cái này đỏ solo với cái này xanh này. Ở phiên bản sắp tới mọi người nhé, là cái 500 ma thuật, cái ma chân vĩnh cửu này, nó sẽ thay thế thành một cái khác.
Ví dụ khi mình đã có 500 vĩnh cửu rồi thì cái vật phẩm Roira sẽ là một vật phẩm thay thế mọi người nha, chứ không thể là 500 vĩnh cửu nữa. Và liệu rằng ở round đi chợ 4.4 thì mình sẽ có gì đây? Thêm một trang bị hồng hỗ trợ à? Có cái sảnh vàng nào không vậy? Hiện tại là không thấy cái sảnh vàng nào cả. Và mình thì đang muốn lấy gì đây nhở? Hay là lấy một cái hiệp sĩ ta? Hiệp sĩ. Mất hiệp sĩ. À thôi, lấy cái này đi. Mình sẽ lấy cái này mọi người. Bây giờ này mình sẽ lắp một combo trang bị thủ dành cho Galio này. Đó chính là một cái giáp máu, một cái giáp gai ha. Xong rồi mình sẽ rút đồ của CV ra cho con Saya gầm. Đó, xong rồi bùi đồ cho Irelia nữa là đẹp. Thế thôi. Còn một câu chuyện mà có thể kích hoạt được luôn không? Một, hai, ba. Vẫn thế à? Ôi trời, đồ xấu thế. Xong cái này của mình máu thành màu đỏ này. Ơ, anh thấy không? Thấy không ạ? Cái này của mình máu đỏ luôn kìa nhờ. Mình cứ tưởng là cái này của tiên địch chứ. À, để check xem ông thần tài rồi ấy nhờ. Ông thần tài rồi, lên 7 thần tài chưa? Vâng, ông này đang có hộp đồ Pandora. Lít khủng lồ. Đồ của On à? À đen thế, ông này nổ hũ chưa? Nổ hũ ra đồ của On à? Nhưng mà ông này để mà lên được 7 thần tài nữa thì cũng hơi khó nha. Bởi vì độ random cái ấn thế này là một điều cực kỳ khó. Nhưng cơ hội là vẫn sẽ có, chỉ cần may mắn thôi. Cái le quát đúng rồi, cái này trâu phết nhở. 1.300 máu à, ít đấy. Nuôi nãy giờ mà có vẻ hơi đuối à, nuôi tốn cơm tốn gạo rồi. 39 máu này thì không sao. À, nó chỉ cho phép mình được chơi một tình nhân này à. Lissandra có vẻ hơi phế vật. Không cần lắm. Trời ơi, full vàng luôn. Set 2 sao này. Mỗi lần có nghĩa là khi mình lên được 10 sử gia rồi nha, thì mình cũng có thể xoay biến 10 sử gia thành 9 hắc ám được luôn. Đó,
chỉ cần mình đạt được mốc đấy thôi là mình có thể xoay chuyển tình thế từ 10 sử gia thành 10 hắc ám, bởi vì mình đang có một cái 500 hoàng kim này và cũng đang tương đối nhiều găng nữa. Đó là một cái điều mà mình nghĩ rằng sẽ rất là hay để cho anh em theo dõi này. Nhưng trước khi mình làm được nha mọi người, nếu mình làm được thì hơi bị đỉnh luôn. Khi mà mình có thêm một cái sẻng vàng nữa thì mình sẽ làm được. Nhưng trường hợp này rất là hy hữu, chứ không phải là chắc ăn sẽ làm được điều đó nha. Mình bây giờ cần một con Rakan 2 sao thôi. Kain, Anie, Zyra, Zyra, Quý Nhân, Tình Nhân, Quý Nhân, Tình Nhân, Đại Ca Xét. Tám sử gia. Ui chết rồi, tôi đã bỏ xã tự sư ra quên mất. Ui shit. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tích vàng mọi người, để lên level 10 nha. Ai gọi vậy? Ai gọi điện thoại kia mà? Ok, sorry anh em, có người gọi mình á. Gọi điện thoại khác mọi người, chứ điện thoại mình tắt âm rồi. Khi nào mình sẽ bắt đầu mà kiểu là ấy à, 7 thần tài, 6 thần tài à, thiếu gì thiếu ấy à. Ý là mình khi nào mà mình chơi game thì mình đều tắt âm điện thoại hết á, ít khi mình để lắm. Chết rồi, đang có đối thủ monster này, cũng đang cho sử gia này em. Bây giờ thực sự hy vọng một điều là có ấn đi, một cái ấn gì cũng được, như kiểu là ấn thiên cung cũng được, ấn là ấn gì cũng được mọi người ạ. À? Ông này 6 thần tài à, thiếu gì Anie cho vào à, đang sợ thua anh em ơi, đang sợ thua còn 10 máu. Có ấn thần rừng kìa, nhưng mà liệu rằng mình có thể lấy được ấn thần rừng hay không thì câu chuyện này sẽ là một câu chuyện hoàn toàn khác. Với Lê Nam này đang bước đi ra rồi. Và vai đái luôn anh em ơi, mất luôn rồi. Vai thật à, vì monster đang có Pandora. Mọi người thấy không, monster đang có mặt Pandora. Đến thế là cùng rồi. Quá nhiều sử gia trong một game. Nhóc ngốc cũng đang có Pandora và có nhiều sử gia luôn này. Kai'Sa gì khổng lồ nhìn rất mạnh nha. Ông này là chưa có bô kiểu sử gia ác quỷ mọi người ạ. Kai'Sa vẫn sống mà cây le của mình chỉ một quạng thôi được rồi. Cây le. Ui rồi ác quỷ đông anh em quá. Ui à. Thua luôn rồi. Không sao, 28 máu vẫn còn có thể dãy chết được để đợi đến round 6.1. Chỉ nhanh một xíu nữa thôi là mình có thể bú được rồi cả game rồi. Ông này thì chỉ level 9 mà thôi. Cho dù có đủ ấn sử dạng không thể lên 10 sử gia được.
Thật sự luôn ấy, nếu như mà xuất hiện cái ấn lên một cái sảnh vàng đó ấy, là mình có thể cho anh em xem một cái trận đấu kiểu là vừa 9 sử gia nha, lại còn vừa 10 sử gia này, còn vừa 9 hắc ám luôn á. Mà tiếc quá là bị gãy mất cái khúc đấy kìa. Tiếc thực sự luôn, thần tài đi rồi. Trong chế độ này cho thần tài là dễ đi lắm. Sao mà sống nổi. Chế độ này monster sử gia cũng sắp đi rồi. Và bây giờ sẽ là một pha gọi là quyết định thực sự này, liệu rằng có thể bú được quả game hay không thì hãy chờ đợi đến cái khúc này. Sẽ là một trận đấu của ông này thì không thể lên 10 sử gia được. Bởi vì kể cả ông này có ra ấn sử gia cũng không thể lên được luôn mà. Vì chỉ level 9 thôi, bắt buộc phải level 10 cơ. Mình thì do có tuyển nhân sự nên là mình với tự tin như vậy. Sảnh vang. Thật là vãi đái con gà mái luôn. Ui kiếm cong, Irelia kiếm cong à? Được của nó phết nhờ. Tính dùng Neko cho Irelia lên 2 sao luôn nhưng mà thôi mọi người ơi. Cái lê đỏ mà gặp phải con Galio full đồ này về đất này thì không thể nào clear được mọi người ạ. Không, kiếm cong Irelia. Hết phết đây này. Rồi win rồi. Mình chỉ cần tồn tại đến tầm round 6.4 thôi mọi người nhá. 6.4 thôi là mình sẽ có cơ hội tìm kiếm được 10 sử gia luôn. Chỉ 6.4 thôi mọi người ơi, bởi 6.4 sẽ có cơ hội ra một ấn hoặc có thể là một cái sảnh vàng á. Lúc đó mình hoàn thành được luôn. Và bây giờ để xem là từ từ nha. Khúc này khúc quan trọng này. Bởi vì chỉ cần một chút sơ sẩy ở khúc này thôi là có thể khiến mình bị chim cút ha. Nhưng mà ông này mình vẫn tự tin mình vẫn ăn được bởi vì IRE của mình lên tầm cái này rồi. Nhưng mà có nên không lên 2 sao nổi nhờ. Riven đồ đẹp thế. Galo vào nhóm 5.500 máu mọi người ạ. Round này phải thắng nha mọi người, round này phải thua là hơi mệt này. Rồi ok. Ác quỷ à? Ác quỷ sử gia cũng mạnh đấy. Nhưng mà Bạn ơi, ôi cái gì này? Cái gì thế này? Irelia giảm sao đến mức tối đa luôn. Đúng rồi. Đừng. Cái le cũng qua một phát là chết. Ấy chà. Bao nhiêu máu? 0.22 đâu nha. Phải dưới 15 máu mọi người ơi. Top 1 thì đang chơi gì? Quân cảnh laser thần thoại. Con nó lên 3 sao chưa? Nín thở luôn mọi người, nín thở để chơi nha. Rồi win rồi. Nhưng mà ông nhóc này bây giờ có ấn sử gia với là đen nha mọi người nha. Bởi vì giờ ấn sử gia ấy. Rồi ok mà sảnh vàng, hay quá. Đây rồi, chính là nó.
Đây rồi, đây rồi. Set 3 sao à? Hay là... Úi trời ơi! Set 3 sao hay Ire nhỉ? Mình vẫn thích Ire hơn, bởi vì mình đang chơi Ire mà. Set tiếp, Ire tiếp này. Ire, Azi. Rồi ok, Ire đi Ari mọi người. Chứ mặc dù là cái lượng tướng set của mình nó vẫn đang tăng cao, nhưng mình vẫn thích cặp đôi kiểu Ire 3 sao và cái này 4 sao hơn. Nó sẽ kiểu là nó sẽ cân bằng hơn mọi người không? Nào. Ui giời ơi. Ông này chỉ Uli 3 này. Nhưng mà rất đáng tiếc bạn ơi, gặp quả sử ra này thì đỡ làm sao, nhưng mà rất. Bây mình sẽ có một round 7.1 nha mọi người. Nhưng mà quan trọng bây giờ này là làm sao để có thể lên được Irelia 3 sao, bởi vì mình đã dùng mất một cái máy nhân bản rồi. Nên bây giờ là một điều rất khó, trừ khi rằng là nhân phẩm mình đủ cao. Mà cũng chẳng cao nữa. Ron cũng không hề ra luôn. Thực tế thì khi đã 10 sử ra thì làm gì cũng đúng hơn mọi người ơi. Làm gì cũng đúng hết, không có sai. Nhưng mà để xem nào. Ra muộn quá, chứ nếu mà ra đủ thời gian thì mình có thể làm cho anh em xem. Sảnh vàng à? Ui, sổ sách chọn ấn nữa. Ấn thần tài, tử thần, song đấu à? Quý nhân à? Hay là chuyển qua phát lên 9 đắc ám cho anh em xem nhở? 9 đắc ám bây giờ thì cũng ra cũng được, nhưng mà phải có ra được những vị tướng kiểu là ít vàng á. Ui trời ơi. Mình còn 15 máu thôi, không thể chấp đối thủ được. Chứ mình mà còn khoảng gần cỡ 50 máu là mình sẽ để dành một hồ. Ok, trận đấu kết thúc luôn. Đây chính là một trận đấu combo, đó chính là xoay tự động và 10 sử ra mọi người nhá. Cho mình một like, subscribe cho thông báo. Trận đấu kết thúc rồi, cảm ơn mọi người rất là nhiều.